Được, có chưa? Thấy chưa? Đúng rồi, hai cây đủ rồi. Nhưng mà phải cây này cây cây già nhá. Sao không lại hai cây gần nhau này này? Nè. Đi xuống quân đi hộ anh đi. Thất bom nhá. Ôi, ôi quần này. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì trước lúc mà ông có lên trên rừng để mà khai thác mật ong đấy cô bác, thì cũng có được là các bác gửi tiền cho cháu Lực để mà giúp cho em Sử làm chuồng trại. Thứ nhất thì là có bà An Phạm là gửi cho cháu Lực là 100 đô, là tương đương với lại 2 triệu tư để mà làm chuồng gà. Và thứ hai thì là được cô Huỳnh Thị Gia Minh gửi cho cháu Lực là 7 triệu đồng. Và trong đó thì là 5 triệu để làm cái phần kinh phí để mà mua giống. Còn 2 triệu thì sẽ để mà làm chuồng. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực trước khi mà cháu Lực mua đấy thì cháu Lực cũng đã hỏi em Sử rằng là theo em 5 triệu đồng đấy thì em là muốn mua gì, thì em Sử bảo là muốn mua lợn để mà nuôi, tại vì là mua lợn thì là các em đã biết là kinh nghiệm để mà chăn lợn rồi. Và hôm nay cháu Lực lên thì sẽ cho em Sử là triển khai về cái vấn đề mà làm chuồng trại trước. Hôm qua thì cháu Lực cũng có điện cho em Sử nói rằng là bây giờ thì mình làm cái phần chuồng gà trước, tại vì là chuồng gà là đang có vật liệu là sẵn rồi, mình chỉ cần lấy những cái tấm ván mà cũ trước là làm nhà đấy cô bác, thì dùng cái tấm ván đấy để làm, còn làm xong thì sẽ đi mua pro. Tại còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu của bác nhé. Có vẻ là nhà ở trên này của bác này thì mở nhạc khá là to đấy. Không biết là các bác có nghe thấy không? Cháu Lực chỉ sợ rằng là mở nhạc to quá thành ra là sợ nó bị đánh bản quyền đấy các bác. Rồi không biết là có em Sử là ở nhà không? Hôm qua thì cũng dặn em bảo là để mà làm chuồng gà trước rồi. Thế là có cả Quân nữa rồi cô bác này. Hay là có cả thêm bạn gái nữa à? Ôi, sao làm xong chưa? Chưa làm xong à? Anh chào Sử nhá. Chào anh ạ. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, hôm nay là có cả Quân lên hộ à? Sử. Vâng. Cháu Quân xin lên chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. À. Thế là hai anh em mà làm mà sắp xong chưa đấy? Sắp xong rồi à? Thế là chuẩn bị xong một cái chuồng gà nhỏ nhỏ nhỉ? Cái này là để mà làm cho gà đứng. Cho gà đứng đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là
Bây giờ làm thế nào để mà mình để mình để được pro vào? Nhưng mà phải làm một cột cao hơn chứ. Thế này cột chắc à? Nhưng mà kiểu nó phải là hơi dốc dốc một chút này thì nó mới chảy được nước mưa xuống chứ. Cột đấy sớm mà. Thế là bây giờ anh em mình đi lấy pro đấy chứ nhở? Ui, có vẻ như là có hôm qua anh em mình vắt ra mật đấy sự. Có ong rất là nhiều này. Cái cánh cửa nó đâu? Đây à? À. Đây là cửa nó đúng không? À. Lấy một cái đá chằng đây được. Đá chè lại được đúng không? Đây nhìn thấy từ xa thì thấy chuồng gà của em Sử ấy thì là em ấy tận dụng lại những cái tấm ván gỗ đấy. Đấy bây giờ thì thế là mấy anh em mình đi lấy pro thôi nhỉ? Đi xuống xá thôi nhỉ? Đi xuống xá để mà chở pro đó. Nhưng mà bây giờ làm thanh ngang đó. Bây giờ anh em mình làm thanh ngang đó. Một tí mình về thì chỉ cần đóng luôn thôi. Đi chặt cây đi. Chặt cây đi. Ăn cơm, ăn cơm đã. Thế chưa ăn cơm à? Thế cho Sử là ăn cơm trước cẩn thận nhá. Có đinh rất là nhiều đấy. Những cái... những cái cành, những cái tấm ván này thì hôm nọ là tận dụng lại cô bác. Thành ra là nó có rất là nhiều. Thế Quân thì là lên từ mấy giờ đấy? Em ra 7 giờ. Ra từ 7 giờ rồi à? Ừ. Là ra của anh Sử là làm nguyên cái chuồng gà đây à? Vâng ạ. Ờ. Làm mà chuồng gà như này thì cũng có vẻ là khá là chắc chắn đấy cô bác. Thế là bây giờ là mấy anh em mình là đi xuống lấy pro đấy nhá. Không biết là được bao nhiêu tấm. Có cái cả hai cả Quân đi cùng được không? Chỗ này lên được không? Để hai anh em đi lên. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là đi xuống lấy mua pro đó cô bác. Sáng nay thì lên thì cũng thấy em ấy làm phần chuồng gà xong rồi. Mở cái ba chú. Em vừa đi bắt về. Có lẽ là hai anh em là từ sáng đến giờ là bận làm chuồng gà là cũng chưa có ăn gì các bác. Đấy tiện thể là xuống đây mua đồ thì cho hai anh em là ăn tạm phở trước nhá. Đây, ở trên xá thì không có quán cơm các bác, thành ra là chỉ có ăn phở thôi. Không à, một tí đi mua thêm một chút đồ nữa nhá. Xong là tí Sử like lai pro đi. Nhưng mà một tí mình sẽ không làm bằng cái cửa như mà em đóng nữa. Đi mua thêm ổ khóa vào. Đấy xong là khóa đi. Đấy bây giờ thì vừa rồi hai anh em gọi phở chưa? Gọi đúng không? Thế là như hôm nay là Quân lên hộ làm chuồng thì mấy nữa em có phải đi hộ Quân không? Có. Có đúng không? Quân thì chuồng lợn Quân làm đến đâu rồi? Em đang gọt vỏ cây. Đang gọt vỏ cây rồi à? Cây sa mộc kia à? Gọt là để cho nó khô đúng không? Vậy chị ở trên này chỉ có nguyên là phở gà thôi nhỉ? Theo như là quán phở này thì lần nào mà hai mấy anh em xuống là chưa ăn gì các bác thì đều vào đây ăn hết cả. Thế là sáng nay là Sử bắt đầu làm từ mấy giờ? Từ 7 giờ. Từ 7 giờ. Tấm ván gỗ ở trên nhà thì liệu có thiếu không? Vừa đủ hết. Vừa đủ á? Thế còn cái phần che trên đấy? Trên thì không có ván này. Che trên không có ván á? Cái gì tí? Cái cây à? Cái gì để một tí nữa mình ra quán xem là có chỗ nào mà nó bán cái tấm mà nó đan như kiểu là thành như kiểu là lưới ấy. Xong là mua vào để úp phần lên trên nó. Hiện tại thì bây giờ cũng đã gần là 12 giờ trưa rồi các bác ạ. Thế là làm hai em là không ai nấu cơm à? Mải mê làm quá à? Vâng. À, đến lúc xem đồng hồ thì chắc là cũng giật mình 12 giờ à? Vâng. Sao có vẻ như bắt phở cháu hơi lâu đấy chú ạ?
liệu một tí nó làm xong chuồng gà thì còn đến chuồng lợn được không? Làm xong thì làm được. Hôm nay thì bây giờ cũng đã quá rồi, một tí nữa sợ rằng là mình chỉ lập được phần trên nữa thôi. Còn về cái phần chuồng lợn thì để mai mình tiếp tục làm sau vậy. Hai anh em ăn đi nhá. Xong là chắc là hạn đói đúng không? Anh thì vừa mới ăn xong rồi thì hai anh em là san bớt thêm cái này nhá. Để một tí ăn xong ấy. Đây để có sức thì mới làm được. Các cụ có câu là có thực thì mới vực được đẳng ăn đi. Con mời tất cả quý ông bà, cô chú anh chị cùng con ăn phở. Con mời quý ông bà, cô chú anh chị ăn phở đã. Đấy thôi, hai anh em ăn đi. Đây vừa rồi cháu Lực ăn cơm ở nhà xong thì mới đi rồi. Lại đi xuống đây thì lại bà lại nghe nhầm là cứ tưởng là 3 bát ấy. Làm thêm 3 bát nữa. Tí nữa hai anh em lại san nhau chỗ này nhá. San nhau thêm 1 bát này nữa nhá. Bây giờ thì cháu được xé, không có ghi hình thêm đâu các bác ạ, để một tí nữa mà anh em ra kia mua đồ để mà làm chuồng gà thì cháu được sẽ lại tiếp tục là ghi hình sau các bác ạ. Vậy vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn xong phở rồi các bác. Bây giờ thì ra đây chọn một chút cái vản lê. Nhà anh có vản lê không anh Hương? Có. Có à? Đây Hưng, xử ra đây chọn đi. Lấy cái to cái nhỏ ấy, còn cần thêm bao nhiêu cái nữa. Nhà anh có ổ khóa luôn không? Có luôn. Có luôn à? Thế lấy cho em một cái, chắc là hai cái vản lê mà, một cái ổ khóa. Lấy vản lê đấy, em chọn cái vản lê nào ấy. Khóa to, có bé, có Việt Tiệp hay có khóa khác? Khóa Việt Tiệp thôi anh. Việt Tiệp thì đắt hơn đấy. Vâng, lấy cái này này sửa đây này, đúng cái này để mà mình mở đúng không? Nhưng mà lấy một cái, lấy hai cái thì lấy cái nhỏ hơn. Có cái nhỏ hơn không? Nhỏ hơn. Đây. Khóa bé hay khóa to đây? Đây, tầm đấy. Lại đây. Vâng. Vâng. À không, cái đấy là cái đóng cửa nó mà. Không, mình phải chọn cái này để sửa. Cái này này để mình mở này. Đây. Có cái đấy rồi. Đây. Đấy, lấy quả hai cái chuồn hết đây. Đây. Lấy là làm chuồng gà đấy mà anh. À chuồng gà thì. Vâng. Chứ không phải là làm nhà. Chuồng gà thì để bé lấy cái này cũng được vào đây này. Chuồng gà thì cái này cũng được cái gì nữa. Lấy mấy cái? Lấy hai cái. Hai cái. Đúng rồi. Đây, đây xong mà lấy thêm cái mà để mà chìa khóa đóng vào đấy sử. Cái mà để mình khóa ấy. Được rồi, ok. Đây có đủ chưa? Đấy chủ yếu. Đây cái chốt đây này. Đấy, lấy thêm chốt. Lấy thêm chốt đây được rồi, đây này. Đấy, mình thêm chốt đây. Lấy cho em thêm một chút đinh vít đi. Cái này chắc là tí lấy đinh vít để vít vào. Ừ, đây để vít. Là anh lấy vít ngắn rồi chứ cửa thì nó cũng không dài mấy. Ôi rồi. Cái này được chưa sự? Được. Cái này để mà một tí mình đặt vào ấy. Vâng. Đấy. Ok. Vít ra gỗ rồi mà anh. Vít ra gỗ rồi mà anh. Vâng. Để anh sửa, anh cứ lấy cái này vào. Đâu cái nào nữa? Cái đóng cửa nói. Cái đóng cửa vừa rồi sửa cầm rồi. Vừa rồi vừa rồi anh cầm rồi. Lấy vít. Lấy tầm 5 phân nhá. Đây cũng dài quá đấy. Cái đấy hay là tí mình dùng đinh cái đóng được không nhỉ? Đinh cũng đóng được nhưng mà vít được chuẩn hơn. Anh lấy đinh cho em đi. Tại vì là nó tấm ván gỗ là nó ván gỗ mỏng thôi mà. Mỏng thì có mỏng mà có ngắn có mà. Ngắn cũng có, dài cũng có luôn. Rồi xem nào. Lấy ở đây là lấy loại này này nhưng mà đây, còn loại to hơn không? To hơn có luôn. Tại vì cho nên ngắn thế này thôi. Đây.
ngắn đấy. Bên đây dài hơn tiên đinh 5 này, đinh 2. Rồi, lấy cái này sửa, cái đinh này được không sửa ơi? Đinh này được không? Sang đóng được. Được không? Đinh mà dài quá. Ờ, anh ơi, không có loại ngắn hơn rồi anh. Ngắn hơn thì đây, đinh 2 đây. Đinh 2 vừa cơm á. Nhưng mà nó lại ngắn lại to ấy. Loại ngắn lại to ra kìa. Không có đâu em ạ. Bây giờ chỉ lấy bít thôi. Vừa thế. Thế sửa xe nó vừa không? Thế là được rồi. Vừa đúng không? Nhặt đi. Nhặt cho đủ đi đấy. Lấy đi. Lấy đi. Đây lấy nhiều một tí nhá. Không có tí thiếu ấy. Lấy tí cả đi, khóa đi. Lấy khóa rồi đấy. Đúng. Cứ lấy thêm đi tí sợ thiếu à. Đấy, mấy lạng vào, lấy tầm 1 lạng. Không có đi đến lúc dán keo vào tôn đâu. Hả? Tôn này. Đinh tôn á? Đúng tôn này. Anh ơi có đinh đóng tôn không? Có, đây. Đấy, thử xem đi. Mình lấy cả đinh đóng tôn nữa. Đúng rồi. Đấy đi. Sửa nhặt đi, lấy tầm bao nhiêu thì sửa cứ nhặt đi. Đấy, cùng sửa xem là lấy đinh để mà. Cái này là đinh bao nhiêu nhỉ? Có phải đinh 15 không? Lấy đinh 12 được không nhỉ? Sửa. Nhưng mà đinh này được không? Ủa dài khó không? Tí mình cho thêm một lớp ấy nữa vào đây thì đây. Được chưa? Chắc được rồi nhỉ? Cho chung lên. Em cho riêng mà cũng được mà, có nhiều túi bóng mà. Cho thanh bóng này. Bóng dày đi. Đây. À, cứ nhặt ra cân đi. Anh chỉ lấy cái này, lấy đinh này đi vào cái thứ này đi. Đây. Hai khóa. Cần thêm búa không nhỉ? Ở nhà nãy dùng sử có búa không? Có. Búa này có đúng không? Lấy cái nào? Lấy bộ củi á? Ôi, thế thì lại phải lấy cái một cái búa này. Dạ, có cái búa sắt không anh? Có. Quân này em đi tìm một cái búa sắt đi Quân. Đây. Có cái búa nào mà nó hàn luôn không anh? Không, đây cán búa thôi. Không phải cái búa sắt. Thế lấy cho em tạo cái đấy cũng được. Đấy, 50 bé hơn thế hết rồi. Lấy cho tặng cái này cũng được. Cái này thì phải được. Đủ chưa? Đây đủ. Xem nhá. Anh bảo đủ rồi thì một tí nữa. Ôi, có hai tấm tôn cho nên. Cần riêng. À lấy luôn tròn cho nó một cân đi sử. Tính cho nó dễ. Thì ra kia nhặt về máy que là được rồi mà. Ui, đinh nhà anh sắc quá, chảy máu luôn. Trông chết em ạ. Đây. Đây, 10.000 này. 20. Cái này là dây để mà mình phát cỏ đúng không anh? À, để, lúc nào mà hết thì xuống đây lấy này, Quân này, à sử đấy. Đây. Được chưa, đủ một cân chưa? 55.000. Thêm một que nữa, đấy. Đinh, loại đinh này một cân anh ơi. Cân đinh chỉ là bán một cân 15, là một cân 30.000. Cân 30.000 à? Thế anh tính tổng cho em là của em là tổng tất là bao tiền nữa? Đâu, một ổ khóa. À, một cái, hai cái cái này. Một ổ khóa rồi, một khóa rồi. 50, 30, 80, 100, 100 không, đây là một cân à? Một cân. Cân 30 này. 30 tính 40.000 đi. 40. 140. 140, à 4, 150, à 140, 190. 190 đúng không? Đây. Anh xin ạ. Cầm búa hết đi chưa? Tí lại quên đấy. Bây giờ thì ra kia lấy thêm một chút pro nữa nhá.
độ tầm pro thì tầm 2 tấm là đủ rồi nhỉ? Chuông gà ấy. Đấy là 115 con cái này. Đấy để vào một túi đi. Xong mà Quân ra bên kia đi, anh biết xử đây. Lấy xe đi đi. Quân lấy xe đi. Quân lấy xe đi đi. Nhà lấy treo xe đi. Đi. Đây mình xử ra kia thêm độ tầm 2 tấm là đủ chưa? 2 tấm là đủ à? Sợ thiếu hay tôi cứ chở đi 3 tấm đi xử. Nhá. Không biết là tấm pro trên này người ta bán bao tiền một tấm này. Cô ơi, lấy cho 3 tấm pro ấy. Ôi nhưng mà không lấy cây để chở làm sao mà chở được. Đẩy xe ra bên kia đi. Xong là dựng xe lên đó. Ôi một tí về đến nhà này xử thay áo cọc tay đi. Nắng rồi, chuẩn bị nắng rồi ấy. Đẩy xe ra bên kia luôn. Thì mới không phải là bê xa chứ. Hôm nay thì rất là may là còn có em Quân lên hộ đúng không bác? Chứ không là hai anh em thì rất là khó. Có cần cây kia không? Không phải lấy tạm một cái cây kia à? Sử. Phải tay tay cái cây kia xỏ kìa. Ô, xử nhấc đi để anh cầm cho. Nè. Đấy, được chưa? Xử có đủ dây co không đấy? Không phải đi mua thêm dây co ấy. Ôi, anh lấy cái gì để đi dây co nó đi đây. Đấy, bìa cái tông kìa, bìa cái tông là sâu Quân kìa. Không mà tí sợ đi là nó sóc ấy. Sóc nó đưa đây. Bây giờ thì xe của Sử thì hầu như là cũng lại tiếp tục là dùng để mà chở đồ đạc rồi cô bác ạ. Nếu mà không có xe thì vác thì cũng rất là xa. Ba tấm bao tiền đấy cô ơi? Đấy, hai anh em bố cháu chắc nhá. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ cùng nhau là vận chuyển đi về đến nhà và tiếp tục là hoàn thiện cái phần chuồng lợn, chuồng gà đó các bác. Đấy, còn về cái phần chuồng gà thì hôm nay là được bán Phạm là gửi cho. À Sứ ơi, đi ra kia mua một ít là trứng về đây nhá. Được chưa? Đấy, từ từ đã, ra kia mua mỹ trứng đó. Tiện thể là xuống đây là đi mua luôn. Mua tầm vài khay vào thì mới được lâu.
hết trứng rồi chị Mui. Đó. Anh không có trứng thì có lẽ là lấy cá mắm. Sứ ơi, cá mắm thì có được không? Ừ. Lấy luôn một thùng đi nhá. Rồi đấy, bây giờ là sửa để của xe đang về nhá. Thế sau một cái thời gian mà di chuyển thì là hiện tại mấy anh em đã gần đến nhà rồi các bác ạ. Bây giờ thì Quân là hộ anh Sử nhá. Đi có khó không Sử? Không khó đâu. Đi không khó à? Thế có vẻ như là đường này rất là quen đối với lại em Sử đó. Hôm nọ thì bà An Phạm có gửi cho cháu Lực là 250 đô, 100 đô là để làm chuồng gà cho em Sử. Còn 50 đô thì sẽ để mà trả tiền cho cháu Lực hôm nọ là mua thuốc lại đưa em Sử đi khám. Còn 50 đô thì sẽ để mà mua thực phẩm cho ba ông cháu của bác. Còn 50 đô còn lại thì là cho bé Khánh 1 triệu. Và còn số tiền mà còn dư thì là mua thịt cho em Hưng. Này được đây lấy cái đấy để anh cầm cho. Đấy, vừa rồi thì đi xuống dưới chợ ấy thì không có trứng cho nên là mua một hộp cá khô. Cá này thì là để vào tí sẽ về là sẽ để vào tủ lạnh hoặc là có thể là dùng để phơi khô lên. Trái cùng trái. Tí mình lên lấy sau. Ôi Sử cơm luôn à? Đấy, từ đây xuống cái nhà thì không lấy được xe máy đi xuống. Lấy được xe máy đi xuống nhưng mà không thể mà chở được Pro của bác ạ. Thứ nhất là Pro nó vừa dài nữa. Đấy, hôm nay mà không có em Quân lên hộ thì hai anh em cũng sẽ phải mất là thêm vài chuyến nữa là lên bóc làm Pro đấy. Sáng nay mà không có Quân lên hộ thì chắc là giờ em Sử cũng vừa mới đóng xong thôi. Sáng thì có thể là một người cưa ván gỗ xong là một người đóng. Thời tiết hôm nay thì nắng rất là đẹp. Bây giờ thì sẽ để mà làm ở cái phần sân này đã cô bác. Rồi thì tí nữa làm xong thì mấy anh em sẽ dọn sau. Cái này là phải đi cẩn thận nhá. Có rất là nhiều đinh ấy. Đinh mà hôm nọ mình làm mà. Mình làm tấm ván gỗ ở nhà đấy. Đây, vừa rồi thì em Sử có để như này này cô bác này. Thì nó không có ổ khóa thành ra là bắt buộc là mình phải làm lại này. Đây, một tí sẽ đóng hai cái vạt lề vào đây. Bây giờ là mình phải là ngâm cứu lại đấy, sửa ở đây ấy. Vạt lề ở đây này. Đấy. Hai anh em ngồi nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi xong rồi làm. Xẻ hai chứ. Xẻ đuôi. Xẻ đuôi làm gì? Mở ra ấy. Sao lại mở ra? Mở ra đóng vào mới đo, mới khóa được chìa khóa chứ. Ô. Thế Quân lại không biết rồi. Đấy. Quân. Đúng rồi đấy. Thế nó mới phải chứ. Nhưng mà bây giờ mình làm cái phần cửa trước hay là làm ở phần trên trước Sử? Làm phần trên trước à? Thế còn trên này thì em Sử sẽ bảo là dùng bịt lại. Tại vì là sau này bịt lại thì sẽ cho gà nó đẻ trứng ở trên này luôn. Đúng không? Rồi. Sử đi thay áo phong đi. Cho nó đỡ nắng một chút. Đi tận đâu để lấy cây đấy Sứ ơi? Dưới kia à? Rồi.
phần dưới kia là rừng của nhà em sở của bác ạ, cho nên là mình lúc mà mình cần thiết đến cây cối thì không phải là đi xa ấy, đi gần nhà đây là không có rồi. Ui, hai anh em thì có vẻ đi rất là nhanh. Ôi trời. Được, có chưa? Thấy chưa? Đúng rồi, hai cây đủ rồi. Nhưng mà phải cây này cây già nhá. Sao không lại hai cây gần nhau này này? Nè. Đi xuống ấy, quân đi hộ ấy, xuống đi. Cẩn thận bom nhá. Anh em, cẩn thận bom ấy. Ôi, cái này là phải kéo đấy, không một tí nữa. Ui. Thật nha. Ôi. Ôi, quần này. Ôi. Dép nó trơn quá. Hãy quân nào kéo cái đấy đi trước đi. Tiếp này đây à? Nếu mà mình phân biệt cây nó già với lại cây nó non thì là mình phân biệt thế nào sử? Phân biệt cây già với non ấy thì phân biệt cách nào? Nhìn thấy có thế là biết à? Nếu mà cây non thì âm thanh nó kêu như nào? À, âm thanh nó kêu nó không được giòn hơn đúng không? Đấy. Cái cách mà sử là phân biệt là cây già hay là cây còn là non. Chú ấy chặt được không? Thế nào? Ôi hôm nay ông thì đi đâu rồi? Ông mình à, ông ở nhà dưới à? Đấy, ông thì có thể là đang ở dưới là làm những công việc ở phần nhà bên dưới. Sử kéo đi một chút từ từ nhá, để anh kéo cái này. Kéo đi quân. Kéo đi. Tí nhá, kéo lên một tí đã. Đúng rồi. Rồi, rồi. Ôi, dài quá. Đâu? Ông đâu? Cây kìa. Đâu? Cây nào? Đây. Không, ở tít trên này cơ mà. Ông gì? Không biết, cái loại ông vàng bé. Ông vàng bé á? À, thế ui, cái tên nó đốt đầu lắm ấy. Thế này, sử ơi. Chắc con tủ hay sao ấy. Cái loại ông này đốt đầu lắm cô bác ạ. Không biết là bây giờ cháu được zoom lên cô bác có nhìn thấy không? Con vàng vàng kia kìa. Con này đừng động vào nó ấy. Con này đốt là sưng to đấy con này ấy. Không biết là cháu được zoom lên thì các bác có nhìn thấy được rằng là cái loại ông này không? Cái loại ông này thì nếu mà đi vào rừng ấy thì để mà đi chặt cây đấy. Chặt chúng phải nó thì đốt rất là đau. Thôi anh em đi về đi. Tí nó thì còn làm cho mấy người một cái nữa thì. Cầm cưa chưa? Rồi. Nào đưa anh cầm nhá. Đấy.
chỗ nào mà cần đến anh thì bảo nhá. Hai anh em thì mỗi người vác một cái cây lên. Để một tí nữa sẽ đóng pro vào đây. Cô bác ạ. Ở bên này thì hôm nọ em sử không dùng máy để mà lên phát cỏ đó cô bác này. Có cái máy này thì gọi là nó rất là khỏe, cho nên là cái chỗ nào mình cũng có thể phát được. Chỗ đây thì leo lên thì cũng khá thấm mệt thôi cô bác. Đây, cưa này xử. Bây giờ thì đo nhá. Thế bây giờ thì xử đo xem đã. Để lập thành, để lập hai tấm tôn. Đo làm ở đây trước đúng không? Cho nó dài dài ra sửa thế này. Cho nó bằng rồi á. Sửa phải cho nó bằng tí để sau này mình lập tôn đây này. Có thể sau này để cái phần là tổ nó đây đây cũng được mà đây này. Đấy. Để bằng luôn đúng không? Chuồng gà thì sẽ để phần ra phía bên này một chút các bác ạ. Hiện tại thì là để cho nó gần nhà một chút. Sau này mà làm cái phần chuồng lợn ở phía bên kia xong thì có thể là để chuồng gà với lại chuồng lợn lại ở gần nhau. Đây, bây giờ thì đặt hai cái tấm ngang này xong là một tí nữa mình đặt pro là được rồi. Làm chuồng gà thế này thì cũng rất là kiên cố và chắc chắn rồi cô bác ạ. Ôi nhà hôm nọ mình dùng còn cái xăm xe mà còn dư nhà sư nhỉ? Có, nhưng mà cái xăng thì có. À, tí mình cắt một chút thôi là được rồi. Đây chắc phải đóng hai đinh. Đóng hai đinh nó chặt rồi. Nếu mà một mình làm thì cũng khá lâu nữa sử nhờ. Một mình làm thì nó lại chậm thời gian hơn. Hai đinh, hai đinh. Một đinh.
Thế là đến tối thì xử lại đưa Quân đi về à? Đây, Quân thì hiện tại là vẫn còn đi xe là hai cẳng mà cô bác ạ. Đây, còn mọi các em thì có điện thoại thì điện với nhau rồi, cho nên là chỉ cần đi sửa thì cần đi đón Quân là được rồi. Quân thì có vẻ như là lớn nhanh hơn hay sao nhỉ? Cái áo này trước mua cho thì còn to to mà bây giờ tay thì đang ngắn đi rồi này. Đấy. Đấy, tại vì sao mà các bác có bảo với cháu Lực rằng là đưa các em đi mua áo ấy, thì là mua quần áo cho nó rộng rãi một chút. Ôi, có vẻ như là vừa rồi nhìn chỗ kia là không cân đối rồi đấy. Đấy, nhưng mà cũng không có sao. Đấy, bây giờ thì lấy pro ra đi, hai anh em. Lấy cái xăm nữa à? Hả? Không. Đây này nó như ở trên cái phần trên này thôi. Quân nhìn xem. Nhìn thấy trên này chưa? Đây này. Đấy, bây giờ thì cắt một chút xăm đã. Quân trong khi anh Sử đang cắt xăm thì em vác pro ra kia đi. Đấy, pro thì không dựa vào cái cột như thế đâu. Hôm nọ thì không còn một chút nào à Sử? Cái tấm đấy ấy. Quân là đi cẩn thận nhá. Để ý ở đây có rất là nhiều đinh ấy. Tại vì là tại sao cháu Lực có rất là nhiều đinh cô bác? Thứ nhất là những cái đinh mà cháu Lực bảo em Sử là nhặt gọn vào, thí dụ như đinh ở đây, còn đinh này thì không nguy hiểm mấy. Còn mấy cái đinh mà vừa rồi mấy anh em vừa tháo những cái tấm ván ra ấy, như này thì mới nguy hiểm cô bác. Đinh này mà chọc vào chân thì nó rất là nguy hiểm, nó còn có cả phần rỉ nữa. Đấy, hai anh em mỗi người cầm đi. Một người cầm, một người cắt. Cái này thì dùng cái kéo bình thường cũng không thể cắt được ấy, phải dùng dao thì mới cắt được. Đấy, cưa ơi, cưa không cưa được đâu. Đấy, không. Đấy, lấy nguyên ở trong thôi. Xem cưa được không? Chỉ cần là độ vài miếng thôi mà, mình đóng thì chắc độ tầm 6 đinh là được rồi. Có vẻ như là tối nay mưa to của bác, hiện tại bây giờ cháu Lực đang nhìn thấy là có gió rất là lớn này. Mùa này thì cũng vào là cái đầu mùa cho nên là mưa rất là to. Ơi, là sao đấy, hai em không cắt ra bên này? Đúng chưa? Cắt ra bên này chứ, ở đấy. Cắt lại. Không, chú cắt của đến tay của Sử là được rồi. Mình cần độ tầm 6 miếng đến 8 miếng. Đấy là vừa rồi. Đây, có vẻ như hai anh em cắt một chút lốp mà khó khăn quá của bác ạ. Khó ở cái bước đầu thôi, về lúc được một lúc thì lại dễ dàng hơn. Yeah.
Đấy, chặt ra là được rồi. Đấy, Quân à, Quân đi lấy cái đinh về đi. Anh Sử à, vừa chặt làm miếng thì em mà đóng đinh vào. Sử phải lấy cưa cơ, nếu mà để mà chặt như này thì chặt khó lắm. Đấy, Sử phải lấy cưa xuống. Đấy, búa đâu? Đấy, lấy búa đâu? Ôi, cứng á. Vẫn phải lấy cưa, chọn cách cưa thì mới được. Đây, anh cắt từ bên dưới nó lên, ngửa nó lên đi. Đấy, ra bên kia thì có vẻ ấy hơn này. Bé quá, miếng này. Thằng bé quá đi thôi. Nó đính, đóng được đinh vào là một tí là được rồi mà Quân. Sau phải đóng vào đất đấy. Nhưng mà đừng có đóng vào nền xi măng này. Ở dưới nhà Quân thì công việc là ở nhà là cũng làm hết rồi, thành ra là mới lên hộ được anh Sử đấy nhờ, chứ không là cũng không lên hộ được đâu. Nếu mà hôm nào đi làm thuê là cũng không lên được nhà. Đấy, cứ cầm hết đi, cầm đi, tí đóng không hết thì mình lại để lại. Đây, phần chuồng thì cũng làm ổ khóa để mà khóa lại hết đấy cô bác ạ. Không là sợ các em mà không ở nhà là có ai về tỉa mất thì dịch cho nó lên tít trên này đã. Xem cân chỉnh ok chưa? Hay là ngắn quá? Ngắn quá không? Đóng từ từ một á, từ từ đấy. Còn ở phần dưới này thì cũng thiết kế để mà chỗ là sau này mà nếu mà gà mà có đẻ thì là có thể để ở trên chỗ chân của em Sử cho nó đẻ ở trên này cô bác nhá. À, lấy do lấy cái này đó. À đúng rồi. Không, chỗ của em Sử, chỗ của Sử ấy, lấy dao cho anh Sử đi. Ui gió to quá, không biết là bây giờ các bác có nghe thấy tiếng gió không? Ui ôi, dưới kia kìa, bụi bay hết rồi. Đằng sau của Quân đấy. Đây Quân này, nhấc cái tấm này, tấm kia ra đi. Đấy, thế là xong một cái chuồng gà nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Nhấc lên một tí anh Sứ ơi, đẩy lên một tí. Đây, nhấp, không phải, không phải. Nhầm rồi, nhầm. Nhưng mà sao lại cái đỏ nó ở trên này này? Đấy.
Căn chỉnh ok chưa? Nếu mà anh lấy ủ trứng gì ở đây thì phải lấy một tấm ván đóng ở đây nữa. Lúc nào mưa mới không vào trong. Mưa này là sao mà vào được nữa? Nó thổi từ dưới kia lên. Hay là cho thêm cả tấm này vào nó đi xử. Để cho nó xa, cho cả tấm này vào nó đi này. Đẩy hết ra, đẩy ra nữa. Thì là ở phần bên này thì mình sẽ không không ấy nữa. Mà chẳng cái cây kia rồi. À, bên này thì nó chạm cái cây nhỉ. Không thì bên này đã chạm mất cái cây rồi. Không thì như này thì mấy nữa mình lấy tấm ván đóng ở đây cũng được. Đúng rồi. Hả? Đúng rồi, cho thêm một tấm nữa. Ở kia. Cái chỗ cây sao màu đấy ở cây nhà sứ không? Không phải à? Hết từ đó. Anh đẩy nó xuống cái kia đó, hai tấm kia. Lấy ra tấm, lấy cả tấm này lên nữa, đấy. Tấm này thì mình đóng một hai đinh rồi để mà mấy nữa mà mình nhổ ra thì mới nhổ được. Còn cái phần chuồng gà thì hiện tại là cho lực bảo là để tạm thôi cô bác nhá, để mà máy nữa sẽ vận chuyển ra bên kia. Cái chỗ kia tí dùng một cái tấm ván gỗ để mà kê là được rồi. Đấy bây giờ xử cứ đóng ở đấy đi. Đóng em dưới. Đấy bây giờ tí mình ở đây là mình đây để anh lấy cho. Đây Quân dùng cái tấm ván gỗ này để mà kê ra kia Quân. Đây để anh cầm cho. Không, đi vào trong nữa. Đúng rồi. Ui, càng ngày gió càng có vẻ như là rất là to rồi bây giờ ấy. Thế là bây giờ là sắp xong một cái chuồng gà rồi. Mấy anh em là phải chuồng gà này là làm hết mất là hết là một ngày luôn đấy cô bác ạ. À. Làm xong lại tiếp tục là đi mua thêm pro nữa. Hả? Hay đúng rồi, chỗ đây thôi. Còn chỗ này thì kệ nó. Chỗ này thì không đóng được, mình đóng từ khe này đi thôi. Đây thì nó thấp nó cũng không lật được đâu mà. Từ đây nhá, đây. Chỗ đây nhá. Đây tí đệm một tấm bé bé đây là được rồi. Thế từ từ ra anh Sứ ơi. Từ từ đóng đã. Đây lấy về đệm. Ôi Sứ ơi nhầm rồi. Lấy đệm đó. Xa xa một tí, đấy, chắc một tí. Đây Quân đi kiếm một tấm nhỏ nhỏ để đệm đây. Đệm đây là được. Rồi, đóng thẳng đi. À, từ, nó lại vay. Đấy, rồi. Nhỏ hơn đi Quân ơi. Khe bé tí thôi mà, nhỏ hơn thôi. Dày quá. Để không cho nó bị thành kiểu vanh nhé. Để xử lấy dao. Đây này, cái này được rồi Quân. Này, để cái này vào này. Đó, thế là được rồi. Tại
còn là gà thì chắc là ngày mai mới bắt được lên để trên này đâu cô bác ạ. Ở trong thì chắc là phải mua thêm cái máng ấy sửa nhà, cái trong chuồng gà ấy. Đấy, được chưa? Gõ hết chưa? Gõ hết chưa? Được rồi. Được rồi. Thế là ok rồi, gì nữa? Không đóng nhiều đinh đâu, mấy nữa mình bỏ ra thì mình mới lấy được dễ dàng ấy. Không mà sau này lấy khó đấy. Mai làm thêm cái máng nào nữa. Đấy, còn bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ phải dọn cái bãi chiến trường hôm nay mà để lại đó cô bác ạ. Mấy anh em mà tự làm gà thì nó sẽ không có được đẹp như kiểu thuê người ta về làm mấy đâu cô bác. Có vẻ như là hơi hơi cứng đấy. Đấy. Khóa luôn. Đấy, ok rồi nhỉ. Đấy. Chìa khóa thì để đâu là nhớ nhá. Không là sau này mà quên là gà không cho gà ăn được ấy. Lúc này xem là có lắc lư không. Kê thêm một chút à? Nóng bô đồ xong là nặng hơn đấy. Giờ nếu mà nhấc là phải độ tầm 8 người thì mới nhấc được ấy. Ba tấm pro mà mỗi pro là rơi vào tầm mỗi tấm là ít nhất phải tầm độ 10 cân đấy, 15 cân à? Vậy hôm nay thì mấy anh em cũng đã hoàn thiện xong cái phần chuồng gà của em Sử rồi. Đấy, hoàn thiện chuồng gà xong thì là sẽ đi lấy gà về để ở trong. Còn về cái phần chuồng lợn ấy thì làm một thì là ngày mai cháu được lên, cháu được xé thiết kế ở phần phía bên kia cô bác ạ. Ở phần phía bên kia thì sẽ làm chuồng lợn nó xa nhà một chút. Còn về cái phần chuồng gà đấy, vừa rồi cháu được cũng đã nói rồi, mấy nữa sẽ vận chuyển ra bên kia. Cho gà lên à? Ừ, đáng quá. Dốc quá nó không lên được rồi, nếu mà gà bé. Gà là nó bay lên rồi mà gà ấy. Tầm đấy thì gọi là mình cứ để đấy thôi. Đấy. Không phải đóng đinh gì nữa đâu mà. Đấy, bây giờ thì dọn dẹp lại ở chỗ này đây nhá. Đấy, những cái cành củi này thì là có thể là đem vẫn còn sử dụng được. Còn là nhặt gọn cái đinh nữa mà. Đinh thì sợ là xe của Sử là để đây là đi vào đây là không cẩn thận là hỏng xe đấy. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử với lại em Quân là hoàn thiện xong cái phần chuồng gà rồi cô bác.
và cũng rất là cảm ơn bà An Phạm đã hỗ trợ cái khoản kinh phí để mà làm chuồng gà. Còn thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Cháu Lực sẽ dừng ghi hình lại và dọn dẹp lại ở đây thêm một chút nữa để ngày mai cháu Lực lên thì sẽ tiếp tục là công việc mà làm chuồng lợn cho em Sử. Thời gian vừa rồi thì cũng ông của Sử đấy cũng có đi lên trên rừng để mà thu hoạch và khai thác mật ong về. Thì thứ nhất thì cũng rất là mong các bác sẽ ủng hộ cho cháu Lực để ủng hộ cho ông. Ông vất vả đi vào rừng mấy ngày thì mới khai thác được một chút mật ong về. Còn cũng có một số những cái bình luận ở trên kênh nói rằng là cháu Lực như thế này, như thế nọ. Nhưng mà cháu Lực cũng không quan tâm những cái việc đấy cả. Cứ như thế nào thì là mình cháu Lực làm như thế đấy thôi. Và chia sẻ cuộc sống của... Đấy, bây giờ thì mấy anh em cùng nhau dọn dẹp lại đây nhé. Những cái củi này mình để ra ở góc nhà một chút. Đấy, thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái video ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, Quân thì hôm nay lên hộ anh Sử thì có mệt không? Không được. Không à? Vâng. Đấy, ở nhà thì cũng làm những công việc như thế cho nên là cũng không có mệt nhỉ? Vâng. Hãy Sứ ơi, gửi lời chào tạm biệt các ông các bà đi, Sứ ơi. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.